Phi thuyền trên, mộ dung thiên nơi này gõ gõ nơi đó sờ sờ, bị thẩm an tại khiển trách một phen mới dừng lại an tâm tu luyện. Thiếu đi lời này lao thành âm, mấy người bỗng cảm giác bên tai thanh tịnh không ít. Thẩm an tại tự ở một bên, xuất ra bản liên quan tới các loại yêu thú nhược điểm cung tập tính, cuộc đời chờ ghi lại thư tịch xây xưa ngon lành địa lật xem. Liêu vân thầm vốn cho là hắn chỉ là nhất thời khởi ý, không được xem bao lâu liền sẽ không thú vị, nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng không khỏi môi đỏ khẽ nhách, hơi kinh ngạc. trọn vẹn hai canh giờ xem hết kia một bản yêu thú loại thư tịch về sau thẩm an tại lập tức lại đổ lại một bản liên quan tới phù trận sách nửa đường ngoại trừ uống miếng nước bên ngoài chưa làm quá bất cứ chuyện gì các người phong chủ hắn rất thích xem sách sao liêu văn thấm không khỏi nhìn về phía bên cạnh tiêu cảnh tuyết cái sau trần chờ một chút hẳn lá năng vừa mới đến thanh vân phong không lâu cũng là gần nhất hai ngày này mới phát hiện thẩm an tại luôn luôn ôm sách nhìn sách gì đều nhìn mê mơ sách gì đều nhìn tiêu cảnh tuyết gật đầu điểm ấy năng ngược lại là rõ ràng Nghe nói như thế, Liêu Văn Thấm không khỏi có chút kinh ngạc, chăm chú nhìn thêm Thẩm An Tại. Trước kia ngược lại là không có phát hiện, hắn như thế tích xem sách, phát giác được ánh mắt của nàng, Thẩm An Tại không khỏi ngừng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Liễu trưởng lão, thế nào? Từng tòa một từng câu từng chữ nhìn, không mệt mỏi sao? Liêu Văn Thấm nhẹ giọng hỏi thăm. Rõ ràng đến khí hải cảnh về sau liền có thể làm được đọc nhanh như gió, mà quy nguyên cảnh tinh thần lực càng là có thể nhanh chóng đọc qua thư tịch. Nói câu không khoa trương, giống Thẩm An Tại trên tay sách, Quy Nguyên cảnh cường giả tuy tiện đảo lộn một cái liền có thể dựa vào tự thân tinh thần lực xem hết cũng nhớ kỹ. Biết nàng đang nghi ngờ cái gì, Thẩm An tại lắc đầu. Lần này cũng không có lựa chọn lại nhấn mạnh mình chỉ là đoán thể cảnh, dù sao kia mấy kiếm dùng đến, đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Xem hết cùng học xong là hai khái niệm, học xong cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng lại là hai cấp độ, nhìn nhanh vô dụng. Thẩm An tại nhẹ giọng mở miệng, sẽ lấy chín vị trí đầu năm giáo dục bắt buộc mình từng chịu đựng thúc dục cùng dạy bảo nói ra. Phải học được, phải hiểu, phải hiểu, nắm giữ kỹ xảo tỉ như lương một bài thơ, đọc xong không nhất định có thể hiểu được trong thời ý tứ, hiểu được trong thời ý tứ cũng không làm được dạng này thơ. Vừa nói, hắn còn một bên gật gù đắc ý, sát có kỳ sự cảm khái. Có câu nói là sách núi có đường cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền á. Nghe hẳn những lời này, Liễu Vân Thấm cùng Tiêu Cảnh Tuyết đều là trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, lăng lăng nhìn xem hắn, ánh mắt dị sắc liên tục. Tại thời khắc này, ngồi xếp bằng ở chỗ kia thẩm an tại trên thân tựa hồ có một loại ánh sáng mông lung huy dâng lên, đem hàn chiếu dọi chính là như thế thoát tục, cao như vậy sâu khó lường. Tóm lại, hắn mang cho tiêu cảnh tuyết cùng liễu vân thấm cảm giác so trước đó không giống nhau lắm. Liễu vân thấm cũng không nghĩ tới, như vậy sẽ từ thẩm an tại trong miệng nói ra. Tại mình ký ức ở trong, trước kia thanh vân phong chủ thế nhưng là ba ngày hai đầu liền đi tìm trưởng môn bán thảm, hoàn toàn chính là một phái người tầm thường. Nhưng những ngày gần đây tiếp xúc phía dưới, nàng phát hiện mình giống như chưa hề đều không có thực sự hiểu rõ qua vị này Thanh Vân Phong chủ, trước kia vẫn luôn bị lời đồn cho tà hữu nhận biết. Liêu Vân thấm trừng mắt nhìn, nhìn xem lại một lần nữa năng quyền người quan sát, không khỏi trong lòng đối với hắn dâng lên mấy phần hiểu kỳ. Thanh Vân Phong phong chủ thẩm an tại, đến cùng là một người thế nào? Một bên Tiêu Cảnh Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt thật sâu, giống như là có cảm xúc, cũng cầm lấy một quyển sách bắt đầu lật nhìn. Quyển sách kia tên là Trùng thú bách độc tường giải phi thuyền thẳng đến tới gần trạng vạng tối tốc độ mới dần dần chậm dần thẩm an tại ngầm đầu nhìn lại phía trước xuất hiện liên miên sơn phòng mây che sương mù che đậy giống như tiên cảnh tốt nồng hậu dày đặc linh khí mộ dung thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra lộ ra chấn kinh chi sắc phạch một cái đứng lên sau đó hắn quay đầu muốn nhìn những người khác phản ứng tiêu cảnh tuyết hương hắn mỉm cười gật đầu thần sắc bình tĩnh mà liễu văn thấm thì là từ đầu đến cuối nhìn về phương xa tựa hồ cũng không có nửa điểm bởi vì nơi đây nồng hậu dày đặc linh khí mà tỏ về kinh ngạc Mộ Dung Thiên đem ánh mắt rơi vào mình sư phụ trên thân, Thẩm An tại trừng mắt nhìn, cung hàn bốn mắt nhìn nhau biểu lộ có chút không có kịp phản ứng. Khi thấy bốn người bên trong, cũng chỉ có mình cảm thấy chấn kinh về sau, sắc mặt hắn ưng đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Thẩm An tại có chút mộng, nhìn bốn phía, linh khí, làm sao? Tại sao ta cảm giác không đến? Rất dài sao? Thần Nguyên Sơn đến, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta xuống dưới. Liêu Văn thấm nhẹ giọng mở miệng, vung tay áo ở giữa phi thuyền chậm rãi hướng phía phía dưới hạ xuống. Ở trong mắt thẩm an tại, nơi này ngoại trừ sương mù tương đối nhiều bên ngoài, cung thanh vân phong tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Theo xuyên qua sương trắng, đường núi bên cạnh đen nghịt một màn làm cho người ngạt thở. Từng dãy mặc ngân bạch giáp trụ thiết giáp đứng tại hai bên, giống như thiết tháp không nhúc nhích tí nào. Toàn thân sát khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất trùng thiên, huyết tinh mười phần. Trong tay bọn họ trường thương tản ra hàn quang, lăng lệ khí tức cho người cảm giác áp bách cực mạnh. Những này người khoác ngân giáp tướng sĩ, mỗi một người đều là quy nguyên cảnh. Liếc nhìn lại, chỉ ít ba ngàn chi chúng, bọn hắn là bệ hạ bồi dưỡng ra được bạch ngọc quân chỉ có hơn vạn số nhưng mỗi một người đều là trên chiến trường trải qua chém giết mới lấy sống sót theo phi thuyền rơi xuống đất tiêu cảnh tuyết ôn nhu mở miệng giải thích mộ dung thiên hơi kinh ngạc lại có chút hiếu kỳ bọn hắn làm sao ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút không làm gì Ba người đồng thời liếc hắn một cái, sau đó mang tính lựa chọn coi nhẹ, tiêu cảnh tuyết tiếp tục giới thiệu. Bạch ngọc quân bên trong cùng chia tam giáp, ngân giáp vạn người, đều quy nguyên cảnh, kim giáp mười người, đều địa linh cảnh, về phần phía trên nhất ngọc giáp chỉ có một người. Cũng là bệ hạ tín nhiệm nhất bạch ngọc tường quân, chính là thiên linh cảnh. Thẩm an tại cảm giác có chút rung động, cái này ba ngàn ngân giáp cho người cảm giác hoàn toàn chính xác không phải một chút đầu trâu mặt ngựa hạ người có khả năng so sánh. Nói một cách khác cũng là quy nguyên cảnh, bọn hắn hẳn là có thể một cái đánh chết 10 cái, là trực tiếp đánh chết. Không hổ là bệ hạ tự mình bồi dưỡng cầm quân, chỉ là ba ngàn ngân giáp khi thế đều như thế dọa người, vậy nếu là vạn người tề tụ đâu? Đang lúc thẩm an tại sợ hãi thán phục thời điểm, trên không bỗng nhiên có tiếng xe gió lên. ngẩng đầu nhìn lại, mây mù ở trong có một đạo thật dài bóng đen bốc lên xuyên thẳng qua. Nhìn kia phía dưới lại là một đầu to lớn thanh xà, coi dưới bụng nổi mụt, nghiễm nhiên đã có hỏa giao chỉ dấu hiệu. Mà tại thanh xà viên kia cực đại tàn giác đầu lâu, lờ mờ đứng đầy mấy người cầm đầu là một tóc trắng xóa lão giả chống quải trưởng thân eo còn xuống nhìn có chút cao tuổi chi ý nhưng người nào cũng sẽ không còn thấy hắn thật chỉ là một kẻ lớn tuổi vô lực lão nhân trụng ngoài sau lưng lão giả là một thiếu nữ áo trắng cầm kiếm mà đứng mặt mày đạm mạc khi thấy thiếu nữ này trong ngày mắt thẩm an tại có thể cảm giác được bên cạnh mộ dung thiên hồ hấp một chút biến trì mấy phần hắn giờ phút này trình nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chặp thanh xà phía trên thiếu nữ đáy mắt không thể ngăn chặn hiển hiện tức giận thẩm an tại không cần nhiều hỏi cũng biết kia cầm kiếm thiếu nữ hẳn là bên trên mộ dung gia từ hôn người tần gia tần thiền nguyệt theo thanh xà cúi đầu phía trên mấy người cũng tuần tự rơi xuống đất hai phe nhân mạ đối mặt quan sát lẫn nhau tần thiền nguyệt chú ý tới thẩm an tại phía sau thiếu niên mặc áo đen nhưng cũng chỉ là đạm mạ một chút liền đem ánh mắt rồi ngược lại nhìn về phía xương trắng lên miên đường núi như vậy cao cao tại thượng ngạo mỹ thái độ càng là mộ dung thiên lửa từ tâm lên nhìn không được có sông lên trước ý nghĩ nhẹ nhàng vô vỗ vỗ bờ vai của hắn thẩm an tại gia hiệu hắn không nên kích động. Ha ha, không nghĩ tới quận chúa không tại rực vương cốc, cũng tới thuần nguyên sần góc cái này náo nhiệt. Trụng mặt lão già ha ha cười tiến lên hành lễ, thần sắc hơi có cung kính. Nhưng cũng chỉ là nhằm vào thẩm an tại bên cạnh tiêu cảnh tuyết. Đối với những người khác, dù là báo quát liễu vân thấm, hắn đều trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tần lão khách khí, cảnh tuyết cũng không nghĩ tới ngài cái này đường đường tần gia lão thải gia, lại cũng đích thân đến nơi này. Tiêu cảnh tuyết nhẹ giọng đáp lại, lời nói lại cho thẩm an tại bọn người để lộ ra một tin tức. Đó chính là trước mặt kia nhìn thường thường không có gì lạ trụ ngoặt lão giả, lại là tần gia lão thái gia. Thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, tần bá sơn. Về phần sau người, ngoại trừ tần thiền nguyệt bên ngoài còn có hai người trẻ tuổi, cũng đều là tần gia hậu bối. Từng cái tu vi cũng đều không yếu, đều vào khí hai cảnh, bất quá là mới vừa vào. Mà vô luận là những này tần gia hậu bối, vẫn là linh phủ sơn vu chính nguyên, vương hổ chi lưu, tại cái tuổi này đều chỉ có khí hai cảnh tu vi. Nhưng hết lần này tới lần khác so với bọn hắn niên kỳ còn muốn hơi nhỏ hơn tần thiền nguyệt đã nhập quy nguyên cảnh thậm chí sắp đột phá đến địa linh cảnh bởi vậy có thể thấy được cái này tần thiền nguyệt thiên phú chi yêu nghiệt không có cách dù sao quan hệ này đến thiền nguyệt có thể hay không đột phá tới địa linh cảnh lao phu không thể không tự mình đến tọa trấn tân bá sơn ha ha cười sau đó ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thẩm an tại bọn người nói đến quận chúa thương thế không trường tới đây lại vì có gì kỳ thật hẳn đã sớm nhận được tin tức trấn nam vương đen thuần nguyên sơn một cái danh ngạch cho thanh vân phong mộ dung thiên hắn cũng biết mộ dung thiên đoạt được linh phù sơn thì đầu thứ nhất bao quát thẩm an tại bỗng nhiên triển lộ thực lực đánh bại một đường chủ tin tức chỉ bất quá hắn vẫn là phải hỏi tự nhiên là cùng đi phong chủ cùng mộ dung sư huynh cùng đi tiêu cảnh tuyết ôn nhu mở miệng nhìn không ra hỉ nộ tân bá sơn giả bộ vẻ kinh ngạc thế nhưng là mộ dung ra mộ dung thiên nhưng lão phu không phải nghe nói hắn chính là trời sinh kinh mạch tắc nghẽn cho hắn như vậy danh ngạch há không lãng phí tiêu cảnh tuyết khe nhiều mày mộ dung thiên nằm đấm bóc khớp xương trắng bệch Trời sinh kinh mạch tắc nghẽn phế thể đều đến khí hải trung kỳ, vậy cái kia chút ít trời sinh kinh mạch không tắc nghẽn thiên tài, lúc này hẳn là đã sớm tới quy nguyên cảnh á. Lúc này, Thẩm An tại nhàn nhạt mở miệng, đồng thời có ý riêng nhìn về phía Tần Bá Sơn sau lưng hai gã khác Tần gia thanh niên, cũng đồng dạng giả bộ kinh ngạc. Anh làm sao hai cái vị này tần gia thiên tài mới khó khăn lắm vào khí hải cảnh còn không có ta cái này thiên sinh kinh mạch tắc nghẽn đổ nhi cảnh giới cao chẳng lẽ ngày bình thường tại tần gia luyện công lời biến sợ mệt mỏi bố trí nói hắn còn giả bộ thở dài đáng tiếc đáng tiếc à lãng phí thiên phú tốt như vậy một phen rơi nghe được tiêu cảnh tuyết che miệng cười khẽ mộ dung thiên cũng cảm thấy tâm tình thật tốt kia hai cái tần gia tiểu bối sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống xanh một trận đỏ một trận lời này cũng không phải ngay tại nói bọn hắn ngay cả một trời sinh kinh mạch tắc nghẽn phế vật cũng không sánh nổi sao tân bá sơn ánh mắt nhầm lại vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh vân phong phong chủ thâm trưởng láo đi ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ trị ý chân mày hơi nhíu Tại cảm giác dưới, cái này thầm an tại thể nội không có chút nào sóng linh khí, cũng không tu vi khí tức, thay thế nào đều nhiều nhất chính là cái đoán thể hậu kỳ. Tu vi như vậy, làm sao có thể đánh bại một cái quy nguyên cảnh võ già? Chẳng lẽ truyền ngôn là giả? Nghĩ đến cái này, hắn lộ ra giả hiện cười mở miệng. Không nghĩ tới thầm trưởng lão cái này làm sư phụ, tu vi cảnh giới lại vẫn không có đồ đệ cao, ngược lại thật sự là là lão phu mấy chục năm qua lần đầu nghe nói chuyện lý thú đúng vậy à hắn một kẻ đoán thể hậu kỳ đem trời sinh kinh mạch tắc nghẽn mộ dung thiên dạy đến khí hải trung kỳ người tần gia đông đảo trung tam cảnh võ giả lại đem tần gia hậu bối dậy thành khí hải sơ kỳ một mực tại bên cạnh lẳng lặng nghe liễu vân thấm mở miệng ngư khí bình thản nhưng lại rất có lực sát thương tân bá sơn nụ cười trên mặt dần dần tán đi lạnh lùng nhìn thoáng qua liễu vân thấm nếu không phải tiêu cảnh tuyết ở chỗ này mấy người kia dám như vậy nói chuyện với tần gia hắn sớm một bàn tay đánh bay thái gia lên núi đi lúc này chưa hề không có con mắt nhìn qua thẩm an tại đám người tân thiền nguyệt mở miệng ngước khí đạm mạc tân bá sơn gật đầu sau đó lại nghi tới cái gì nhàn nhạt, mở miệng thẩm trưởng lão đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi trấn nam vương cho thanh vân phong muốn tới danh ngạch là từ thượng quan gia chụp đợi chút nữa bọn hắn tới tốt nhất đừng như vậy miệng lưỡi bé nhỏ nếu không lão phu nhưng không giúp được ngươi nói xong tần ra một đoàn người cất bước lên núi thẩm an tại nhiều mày tại thuần nguyên sơn thượng quan gia hoàn toàn chính xác muốn sau so tần gia khó chơi một chút bởi vì đương triều hoàng hậu, họ thượng quan. Toàn bộ Đông Cung chỉ có hai người lớn nhất, một cái là bệ hạ trước mắt Hồng Nhân, Thái tử Chi Mẫu, Lệ Phi. Một cái khác, chính là vị này thượng quan hoàng hậu. Không nghĩ tới tiêu ngạo hải cho mình danh ngạch lại là trục thượng quan gia. Thẩm An Tại nhìn về phía tiêu cảnh tuyết, cái sau khẽ lắc đầu, biểu thị mình không biết chuyện này. Thẩm An Tại thấy thế cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao sớm tại mộ dung ra thời điểm liền đã cùng thượng quan gia chất sự đánh qua một lần đối mặt, mâu thuẫn đã sớm gieo thật to lớn náo hắn lập tức gọi liễu vân thấm cầm truyền âm phù giao linh phù sơn người tới ai sợ ai nghĩ đến thẩm an tại lại xem thêm một chút lẳng lặng nằm tại chân núi nhắm mắt nghỉ ngơi to lớn thanh xà như thế một đầu lớn rắn vẫn là yêu thú thịt hẳn là sẽ ăn thật ngon à thanh xà mở mắt âm lãnh dựng thẳng đông tàn ra nguy hiểm quang mang thẳng tắp nhìn chằm chằm thẩm an tại cái sau bận bịu thu hồi ánh mắt ngược lại là quen trên sách viết qua yêu thú trời sinh có cảm giác nguy hiểm thiên phú đi thôi chúng ta cũng tới núi một đoàn người theo người tần gia về sau cất bước hướng về vân giả vũ nhiễu sơn giá đại đạo mà đi hai bên ngân giác quân từ đầu đến cuối không nói một lời lập giống như thiết tháp thuần nguyên sơn hết thảy có 10 tòa thuần nguyên trì từ sườn núi lên một mực hướng đỉnh núi đi thuần nguyên trì chia làm ba loại phẩm giai thứ nhất là hạ bồn ao linh khí như nước miên mà không thuần tại cái này bồn ao hấp thu linh khí mặc dù lượng nhiều nhưng đến tiếp sau còn muốn mình vận chuyển chiết xuất thứ hai là bên trong ba ao linh khí như tinh miên mà thuần túy lượng như giang hà Thứ ba, chính là trọng yếu nhất bên trên ba ao. Linh khí tụ nguyên, vẹn vẹn một ao mà có thể có thể so với vực sâu biển lớn chi lượng, lại tinh thuần đến cực điểm. Ở trên ba ao nghỉ ngơi một tháng, thiên phú lại chênh lệch, chỉ cần có thể hấp thu linh khí, tuyệt đối đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cứ nghe năm đó tiêu ngạo hải ngay tại cái này bên trên ba trong ao đợi qua, trực tiếp từ quy nguyên đỉnh phong vượt qua một cái đại cảnh giới đến địa linh cảnh, thậm chí suýt nữa đột phá địa linh trung kỳ. Đủ để thấy, mặt khác bảy ao cùng bên trên ba ao là hoàn toàn không thể đánh đồng một đoàn người thuận đường núi đi tới giữa sườn núi nơi này ngân giác quân rõ ràng trở nên nhiều hơn mà lại phía trước nhất một không xa xỉ quý phượng đuổi đỗ hôm nay là thuần nguyên sơn mở ra thời gian hoàng thất sẽ chỉ tới một người đi ngự dụng tri ao đó chính là hoàng thái tử thì không hề nghi ngờ kia phượng liễn bên trong ngồi chính là thái tử mẹ đẻ lệ phi cũng là thẩm an tại thụ huyền ngọc tử nhờ vả muốn đưa đồ vật người trong quá khứ đương nhiên không phải thẩm an tại tự mình đi đưa trước đó huyền ngọc tử nói hắn chỉ cần động động miệng là được nguyên nhân muốn tiêu cảnh tuyết đi đưa dù sao thẩm an tại cũng là linh phù sơn người khẳng định phải cùng lệ phi giữ một khoảng cách mà từ quận chúa tiêu cảnh tuyết quá khứ liền không đồng dạng hoàng hậu cũng không có cách nào cầm này làm văn chương gặp qua lệ phi nương nương đã tới hoàng thất địa bàn nên có lễ nghi vẫn là không thiếu được thẩm an tại mấy người cùng nhau lên tiến lên lễ bên cạnh tần gia người đã hướng phía trên núi đi miễn lễ ung dung thanh âm ôn huyền từ la trong trứng truyền ra thẩm an tại mắt nhìn bên cạnh tiêu cảnh tuyết cái sau hiểu ý tiến lên. Nương nương, đã lâu không gặp, ta cố ý chuẩn bị một chút dương khí bổ huyết đan dược, mong rằng nương nương không muốn ghét bỏ. Phượng liễn bên trong, một mặc lọng lấy phụ nhân ôn nhu mở miệng. La cảnh tuyết á, lên đây đi. Theo tiêu cảnh tuyết sốc lên la trường đi vào, thẩm an tại thoáng nhìn bên trong mùa lệ phi. Rất đẹp, không hổ là bệ hạ sủng ái nhất phi tử, địa vị có thể không thua hoàng hậu. Cái sao cũng nhìn thấy hắn, khẽ mỉm cười sau khi gật đầu la trường rơi xuống. Thẩm trưởng lão, chúng ta cũng tới núi đi. Bên cạnh liễu vân thấm nhẹ giọng mở miệng, Thẩm An tại gật đầu, có thể để cho Mộ Dung Thiên nhiều trong thuần nguyên chỉ đợi một hồi chính là một hồi. Một nhóm ba người, cắt bước hướng về trên sườn núi mà đi, Tiêu Cảnh Tuyết thì là lưu tại bên kia cùng Lệ Phi ôn chuyện. Hoàng thái tử bây giờ đã tại tối đỉnh phong tòa kia hoàng tất ngự dụng thuần nguyên trì bên trong tiến hành tu luyện, còn lại chín tòa chính là những người khác. Theo bọn hắn chậm rãi lên núi, hạ bồn ao có thứ hai đã bị người chiếm cứ. Là một chút thua ở tần gia thượng quan gia thế lực, thẩm an tại không quen, cho nên không có gì giao lưu một đoàn người cũng không dừng lại mà là vượt qua hạ bổ nào tiếp tục hướng trên núi đi bốn phía sương mù mặc dù không giống giữa sườn núi như vậy nồng đậm nhưng nhìn mộ dung thiên thần sắc rõ ràng là linh khí càng thêm thuần hậu bên trong ba ao có hai tòa bị tần gia hai vị khắc hậu bùi chiếm cứ bọn hắn khoanh chân ngồi tại trong nước hồ nhắm mắt điều tức ao bên ngoài còn có tần gia trưởng lão thủ hộ phong ngừa bị người quấy dày nhìn thấy thẩm an tại một đoàn người lại còn dự định tiếp tục tiếp tục lên trên đi trong đó một tên tần gia trưởng lão nhíu mày giải ý nhắc nhở ta khuyên các ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại hạ bổ nào đi nơi này cùng phía trên còn lại ao đều là thượng quan gia không có các ngươi phần thẩm an tại liếc một chút hắn nhàn nhạt mở miệng thế nào phía trên áo khoác thượng quan ra danh tự người kia nhiều may cho hừ lạnh một tiếng không biết trời cao đất rộng rất lời hắn phát tay áo không cần phải nhiều lời nữa cũng lời nói cái gì dù sao thượng quan gia nhân mã bên trên liền đến nếu là thượng quan gia người nhìn thấy mình áo bị chiếm dụng chỉ định sẽ giận tím mặt đến lúc đó liền nhìn thật là náo nhiệt sư phụ chúng ta thật còn muốn đi lên sao? Mộ Dung Thiên có chút do dự, đã tới cái này, tự nhiên là muốn để ngươi đi bên trên bà áo tu luyện, nếu không không phải đi không? Thẩm An tại nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng là thượng quan ra bên kia, không sao, thượng quan ra bên kia tự có ta thấy các người ngăn đón. Mộ Dung Thiên lời còn chưa nói hết, Liễu Văn thấm nhẹ giọng mở miệng, thân sắc mây trôi nước chảy. Ngươi sư phụ nói không sai, nếu như ngươi thật nghĩ tại nửa năm sau đạp vào Thiên Tuyết Tông, kia ở trên bà áo tu luyện, có thể vì ngươi cung cấp không nhỏ trợ giúp. Nghe hai người đều nói như thế, Mộ Dung Thiên vẫn còn có chút do dự. Thượng quan ra gia chủ thế nhưng là thiên linh cảnh sơ kỳ. Minh sư phụ liền không cần nhiều lời, cho dù là liễu trưởng lão cũng bất quá là địa linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Đến lúc đó muốn thật bởi vì cái này ao chuyện náo động, có thể hay không đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí bởi vậy động thú. Nhìn ra sự lo lắng của hắn, Liễu văn thấm nhẹ nhàng bố vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần An mở miệng. Kiên lòng, thiên đại sự tình của ta và ngươi sư phụ chịu trách nhiệm, ngươi cứ việc an tâm tu luyện thuận tiện, một cái thiên linh cảnh sơ kỳ mà thôi, coi như muốn động thủ ta cũng không sợ. Mộ Dung Thiên nhất mặt cảm động, trọng trọng gật đầu. Sư phụ cùng sư nương, may không, sư phụ cùng Liễu trưởng lão thật sự là quá tốt. Thẩm An tại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vân thấm vậy mà tự tin như vậy. Thượng quan gia có thể em ngại Linh Phù Sơn, nhưng cũng sẽ không em ngại một cái tại Linh Phù Sơn nội địa vị cũng không cao thanh vân phong vốn cho rằng nàng đi theo tới là muốn mượn lấy mình thân là linh phù sơn ngũ phong trưởng lão cùng trần nam vương quan hệ tới dọa thượng quan gia không nghĩ tới nàng trực tiếp là không đen thiên linh cảnh để vào mắt chẳng lẽ là trần nam vương cho nàng bài tẩy gì thẩm an tại nghĩ đến lắc đầu quản hán như thế nào đây nếu có thể tình mình duy nhất tấm kia thiên linh cảnh kỹ năng thẻ hắn còn mừng rỡ thanh nhàn ba người tiếp tục lên núi cũng không lâu lắm phía trước liền xuất hiện một chỗ đất trống trên đất trống phụ cận hai tòa thuần nguyên trì mà tại xa hơn một chút mây mù lượn lờ địa phương mơ hồ còn có một tòa cũng chính là kia một tòa thuần nguyên trì nhìn qua linh khí nồng nặc nhất nước chất cực phẩm bên trong lờ mờ có một mặt kim hoàng báo phục thanh niên ngồi xếp bằng nhìn không rõ ràng khuôn mặt nhưng tôn quý chi ý chuyển xa không hề nghi ngờ hắn chính là đương triều hoàng thái tử tiêu thiền sách tại bên cạnh có một hạc phát đồng nhan hoạn quan đứng yên trương khai bình chướng vì tiêu thiên sách cách trở bốn phía quấy nhiễu mà phụ cận hai tòa thuần nguyên trì bên trái kia một tòa bị tần thiển nguyệt chiếm cứ đông dạng có tần bá sơn vì nàng thi triển bình chướng bảo hộ ba tòa ao chỉ có bên phải là trống không tần bá sơn nhìn thấy thẩm an tại một đoàn người đi lên không khỏi nhíu mày đồ nhi đi thôi thẩm an tại khẽ ngẩng đầu ra hiệu vâng sư phụ mộ dung thiên không do dự lúc này phi thân nhảy vào bên phải thuần nguyên trì khoanh chân nhập định tần bá sơn thấy cảnh này âm thầm lắc đầu mắt lộ ra trào sắc ngay tại mộ dung thiên vừa mới nhập định, chấn nộ thanh âm từ phía sau vang lên. Các người thật to gan, thanh âm cực lớn, đinh tài nước góc, khiến vừa mới nhập định mộ dung thiên không khỏi mở hai mắt ra. Thẩm an tại quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nhóm mấy người chính diện lộ tức giận chi ý dậm chân mà tới. Cầm đầu là một báo mắt vòng dâu, thân hình khôi mô trung niên. Ở sau lưng hắn, còn có một thân hình thẳng tắc thanh niên. Chính là thượng quan gia gia chủ thượng quan báo cùng con của hắn thượng quan kiệt giờ phút này nhìn thấy bên phải áo lại bị người chiếm cứ thượng quan báo sắc mặt âm trầm trực tiếp nhìn về phía thẩm an tại bên kia đang trên đường tới hắn liền nghe bên trong bao tần gia trưởng lão nói đi lên xem xét linh phủ sơn người của nhiên đe mao chiếm lúc đầu bị cướp một cái danh ngạch liền phiền hiện tại cái này nho nhỏ thanh vân phong phong chủ lại vẫn dám làm như thế chẳng phải là cưới tại thượng quan gia trên đầu đi thượng quan báo trợn mắt trừng trừng hét lớn mở miệng mau để cho tiểu tử kia cút ra đây nghe hắn ra lệnh ngữ khí thẩm an tại nhíu mày ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì thượng quan báo ngây ngẩn cả người tân bá sơn cũng ngây ngẩn cả người ngươi để cho ta đổ nhi ra ngoài liền ra ngoài ngươi tính là cái gì thân phận danh sách này chính là trấn nam vương tự mình ban thưởng chẳng lẽ ngươi thượng quan báo giả mẫu mịch vương ra sao thẩm an tại cao giọng mở miệng thượng quan báo nghe nói như thế suýt nữa không có một ngụm não huyết phun ra tức giận đến sắc mặt đỏ lên phía sau hắn thượng quan kiệt giờ phút này lạnh giọng tiến lên ngươi thanh vân phong danh ngạch vốn là từ ta thượng quan ra lấy đi phụ thân ta khoan dung độ lượng vốn không muốn so đo những này nhưng ngươi lại vấn đề mộ dung thiên chiếm ta ao không khỏi quá được tiến thêm thước a à. hắn sắc mặt có chút khó coi cái này bên trên ba áo vốn là hắn dự định á à, bây giờ lại bị người khác chiếm tiên cơ thẩm an tại liếc mắt nhìn hắn thượng quan gia tiểu bối ngươi nói chuyện cần phải giảng cứu chứng cứ cái này ao là có tên ngươi vẫn là nhà ngươi xây trong thiên hạ đều là vương thủ, cái này thuần nguyên trì chính là bệ hạ ban ân chi vật tới trước được trước sao là chiếm ngươi ao cái này nói chuyện vẫn là nói ngươi thượng quan gia đã đem bệ hạ đồ vật chiếm nam của riêng rồi ngươi thượng quan báo khó thở nắm đấm bóp két rung động cái này mua hắn thượng quan già cũng không dám mang kia là muốn mất đầu liêu vân thấm ở một bên nghe thầm an tại lắc đầu cười khẽ tại một mét phương diện này vị này thanh vân phong phong chủ tựa hồ hoàn toàn chính xác rất có thành tích miệng lười bé nhọn ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm ngươi không cho hắn ra vậy ta tự mình đem hắn sách ra thượng quan báo hư lạnh một tiếng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trong hồ mộ dung thiên bỗng nhiên đưa tay chỉ một thoáng cuồng phong đột khởi nâng theo lấy lực lượng cùng đại hóa thành đại thủ trực tiếp chộp tới cái sau bàn tay to kia bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp khiến mộ dung thiên ngạt thở không thôi không thể động đậy tựa hồ chỉ có thể mặc cho người bài bố nhưng ngay tại đại thủ tới gần thuần nguyên trì thời điểm một đạo trưởng ảnh phát sao mà đến trước oanh trưởng ảnh cung đại thủ tương giao phát ra một đạo oanh minh tiếng vang khiến đại địa cũng hơi run rẩy một chút thượng quan gia chủ đối một tên tiểu bối xuất thủ khó tránh khỏi có chút mất thân phận á à. một bộ áo xanh thanh lịch lặng lặng đứng tại áo trước Vân Đạm Phong khinh nhìn xem thượng quan gia, thượng quan báo hai mắt nhíu lại, Liễu Vân Thấm, ta khuyên người tốt nhất đừng quản Thanh Vân Phong nhàn sự, đối với trước mắt nữ tử này, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, thân là Linh Phù Sơn Ngũ Phong trưởng lão một trong, lại cùng Trấn Nam Vương quan hệ không ít, có thể nói toàn bộ Linh Phù Sơn ngoại trừ Huyền Ngọc tử bên ngoài, không thể nhất tác tội chính là người này. Thanh Vân Phong nhàn sự, Liễu Vân Thấm nhíu mày, cười nhạt nói, thượng quan gia chủ nói đùa, đều là Linh Phù Sơn người, sao là nhàn sự nói chuyện? Thượng quan bảo nhíu mày, có chút đắn đo bất định, không phải nghe nói thanh vân phong tại linh phù sơn xưa nay không nhận chào đón sao vì cái gì liễu vân thấm vậy mà nguyện ý tự mình đến đây che chở thẩm an tại sư đồ thượng quan báo siết chặt nằm đấm sắc mặt âm tình biến ao nếu là bình thường có thể không đắc tội liễu vân thấm liền không đắc tội dù sao sau người có toàn bộ linh phù sơn còn có trấn nam vương nhưng hôm nay lại là không được bởi vì một ít chuyện con của hắn trong khoảng thời gian này nhất định phải ở trên ba ảo tu luyện đột phá cảnh giới liễu vân thấm đã người nhất định phải tìm ta thượng quan ra không thoải mái vậy liền đừng trách ta không nể mặt linh phù sơn thượng quan báo hờ lạnh một tiếng một bước tiến lên chỉ một thoáng thuộc về thiên linh cảnh uy a ba phủ toàn trường khí tức cường đại làm cả đỉnh núi đều run rẩy một chút tầng mây cuồn cuộn ở giữa phảng phất có thiên uy giáng lâm tân bá sơn thượng quan kiệt bọn người cảm thụ được ngày này uy trong lòng phảng phất đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh ở giữa dù là chỉ kém một cái tiểu cảnh giới đều là cách biệt một trời liệu vân thầm căn bản ngăn không được thượng quan báo tránh ra hắn quát lên một tiếng lớn sách quyền liền nện đấm ra một quyền sau người xuất hiện trùng điệp sơn nhạc hư ảnh thiên địa chi lực gia trì hạ phẳng phất ngưng tụ thành thực chất trong đó ẩn chứa huy hoàng thiên uy nếu không phải tận lực khống chế chỉ sợ có thể đánh nát cái này gần phân nửa đỉnh núi cái này chính là thiên linh cảnh gặp hàn cũng dám động thủ liễu vân thấm chân mày cau lại ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhưng không chút kinh hoàng liễu trưởng lão cẩn thận mộ dung thiên lo lắng hô to thẩm an tại cũng là tùy thời chuẩn bị vận dụng kỹ năng thể cứu giúp Liêu Vân thầm tố thủ ve vẩy, chẳng biết lúc nào trên tay đã mang lên trên một tầng ngân liên, thanh thủy tiếng leng canh rung động phía dưới, làm cho người như nghe tiên nhạc. Nào một trường oanh ra, vô số trường ảnh tung bay trườn, một vòng trăng non hư ảnh đi theo, làm cho người có loại hư ảo không phân rõ cảm giác. Chính là địa dài vỏ kỹ, kính nguyệt trưởng. Oanh, một trường rơi thôi, trăng non hư ảnh cùng kia trùng điệp sơn nhạc đồng thời tán loạn, cùng đại khí lãng từ tán, thổi đến bốn phía cỏ cây đại thụ trực tiếp bắn bay ra, trong nháy mắt trở nên khắp nơi trụ lủi cũng may mộ dung thiên có liễu vân thấm ngăn tại phía trước không có nhận khí lãng tác động đến mà hoàng thái tử cung tần thiền nguyệt cũng đều có bình chứng bảo hộ chưa thụ quấy nhiễu về phần thẩm an tại người làm cái gì phía trên nhất ao bên cạnh kia hạc phát đồng nhan hoạn quan nhíu mày nhìn xem chạy đến phía sau mình người ta sợ dư ba quấy nhiễu thái tử điện hạ cho nên tới hỗ trợ thẩm an tại mặt dạng mày dày mở miệng nhẫn nhiên một bộ đại nghĩa lẫm nhiên ngữ khí hoạn quan khuế miệng giật một cái hỗ trợ chỗ nào mình đằng sau hỗ trợ nếu không phải nhìn hắn chỉ có đoán thể hậu kỳ thực lực lại là linh phù sơn người cùng cùng trấn nam vương có quan hệ dám tới gần thái tử một nháy mắt đem hắn một bàn tay trục chết thẩm an tại cũng chính là bắt hắn lại sẽ không ra tay với mình cho nên mặt dạn mày dày chạy tới không có cách chiến đấu này chỉ là dư ba đều có thể tùy tiện xé nát một cái đoán thể hậu kỳ không tránh không được mà liễu vân thấm khẳng định lại cho là hắn có thể ngăn cản cho nên không giúp đỡ ai bảo lúc trước hắn tại môn phái thi đấu hơn mấy kiềm đánh bay lý nham đâu dư ba tán đi hết thảy đều kết thúc liệu vân thẩm áo xanh phần phật đứng tại chỗ nửa bước chưa rời trên ngọc thủ ngân liên huỳnh quang nội liếng địa giai thượng phẩm công kích linh khí thượng quan báo sắc mặt ngưng tụ có chút khó coi đối phương vốn là địa linh cảnh đỉnh phong nửa chân đạp đến nhập thiên linh cảnh tồn tại bây giờ lại có địa giai thượng phẩm linh khí tương trợ ngăn lại vừa rồi một kích kia rất bình thường các ngươi linh phù sơn đãi ngộ tốt như vậy sao một cái ngũ phong trưởng lão vậy mà có thể có được địa giai thượng phẩm linh khí hoạn quan có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh địa giai thượng phẩm linh khí cho dù là triều đình cũng không có quá nhiều mà thượng quan báo mặc dù là thượng quan gia gia chủ cũng chỉ có một kiện địa giai hạ phẩm linh khí thôi cùng thượng phẩm so sánh chênh lệch rất xa thẩm an tại nhiều may hắn cũng không rõ làm cái này ngân liên là chính liệu vân thẩm vẫn là trưởng môn cho khó trách cái sau nói thiên linh cảnh sơ kỳ nàng cũng là không sợ tân bá sơn nhìn xem đối mặt thiên linh cảnh công kích bất động như núi liễu vân thẩm nhíu mày có địa giai thượng phẩm linh khí tại chỉ sợ thượng quan báo muốn cầm súng nàng liền không có đơn giản như vậy như thật muốn buông tay một trận chiến đoán chương trường cái này thuần nguyên sơn cũng phải bị hủy đi thượng quan báo cũng biết rõ điểm ấy cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía tần gia phương hướng tần lão gia tử kiệt nhi nếu không thể ở chỗ này đột phá sợ ảnh hưởng thương ngô cảnh chi hành thương ngô cảnh liễu vân thấm đôi mi thanh tú nhân lại nghe được hắn tần bá sơn hơi chút trầm ngâm sau đạm mà gật đầu chậm rãi bước ra một bước tới một bước bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống tới lôi đình gầm thét phảng phất có một đầu giữ tận cự thú ngay tại đám mây quấy làm mưa gió ý đô lật trời cường đại uy áp một khi khuếch tán toàn bộ thuần nguyên sơn chính là kịch liệt run lên bên trong ba áo hạ bồ nao phụ cận người càng là ngực một buồn bực một ngụm mịch huyết dâng trào mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhìn về phía trên bầu trời dị biến đây là thuộc về thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả uy áp trung tam cảnh một cảnh một hồng câu địa linh cảnh có thể điều động đại địa chi lực tiện tay khai sơn đoạn thác nước mà thiên linh cảnh thì đã thụ thiên uy gia trì hoàng sợ thiên uy phía dưới đều là run dế nếu như nói thượng quan báo thiên huy chỉ là ánh sáng đom đóm, kia tần bá sơn thiên huy chính là sao trời hạo nguyệt, không thể địch nổi. Hắn liền đứng tại kia, liền phẳng phất giống như thiên địa hóa thân, như cùng thương không rằng co. Vậy cái này uy áp dưới, liễu vân thấm đôi mi thanh tủ nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệch. Chỉ là một cái thiên linh cảnh sơ kỳ, nàng đích xác không sợ. Nhưng lấy địa linh cảnh đỉnh phong nghĩ chống lại thiên linh cảnh hậu kỳ, căn bản không có khả năng. Dù là có địa giai thượng phẩm thậm chí thiên gia linh khí, cũng không có khả năng. Đây cũng không phải nói thiên gia linh khí không được, chỉ là bởi vì địa linh cảnh không cách nào thôi động toàn bộ uy lực. Không nghĩ tới, lần này thuần nguyên sơn tần gia phái tới tần lão gia tử coi như xong, hắn lại còn muốn thay thượng quan gia xuất thủ. Hai nhà quan hệ mặc dù không kém, nhưng có vẻ như cũng không có tốt đến nước này à. Không có lý do bởi vậy đắc tội linh phù sơn cùng trấn nam vương mới là thương ngô cảnh. liệu vân thấm trong lòng thì thào, xem ra tần lão gia tử sở dĩ nguyện ý giúp thượng quan gia xuất thủ, tất có nhân. Liễu trưởng lão, người lùi ra đi, lão phu không thương tổn người tân bá sơn ánh mắt đạm mạc hơi hợt mở miệng lời nói rơi xuống lại phối hợp trên bầu trời sấm rền đại tác kia huy hoàng thiên uy ra chỉ phía dưới có loại không thể nghi ngờ bá đạo chi ý liêu vân thấm đôi mi thanh tú cao lại cũng không xê dịch bước chân chỉ là thần sắc hơi có chút ngừng trọng nàng đáy lòng có chút do dự nếu chỉ là địa linh cảnh đỉnh phong tu vi hôm nay sợ là làm khó mộ dung thiên giữ vương cái này bên trên ba áo danh ngạch trừ phi nàng cũng trở thành thiên linh cảnh trong ao mộ dung thiên cảm nhận được kia cường đại uy áp nhìn thấy liễu trưởng lão khó xử mặc dù ánh mắt có chút cô đơn nhưng vẫn là vội vàng mở miệng hắn không nguyện ý bởi vì thay mình tranh thủ cơ hội mà dẫn đến liễu trưởng lão hoặc là sư phụ thụ thương liễu trưởng lão được rồi đệ tử đi bên trong ba áo liền tốt nghe thiếu niên rõ ràng cô đơn lại lo lắng lời nói liễu vân thấm cân nhắc liên tục vẫn là hơi thở dài gặp một màn này thượng quan báo cùng thượng quan kiệt đều là cười lạnh cái sau càng là mở miệng chào phúng một phế vật cũng nghĩ cùng bản công tử tranh cái này bên trên ba áo danh ngạch nói hắn thậm chí còn mang theo khiếu khích nhìn thoáng qua bên kia thẩm an tại mộ dung thiên ta nói ngươi thật là đầu óc bị lừa đá tần ra từ hôn kia là đương nhiên ngươi vậy mà không biết trời cao đất rộng còn dám định ra ước hẹn ba năm làm sao thật trông cậy vào ngươi cái kia đoán thể hậu kỳ phế vật sư phụ có thể giúp ngươi hàm mưu phiên thân cho cười ngươi kia sư phụ hôm nay nếu thật có bản lãnh về phần để ngươi trốn ở nữ nhân sau lưng lại về phần để ngươi như thế mất mặt từ bên trên ba trong ao leo ra như vậy diễu cẩn ngữ khiến mộ dung thiên nắm đấm nắm chặt hai mắt như muốn phun lửa ta không cho phép người mắng ta sư phụ thiếu niên phẫn nộ lên tiếng từ sư phụ mua được trong nhẫn chứa đầu lấy ra hắc kiếm làm bộ liền muốn bổ ra kiếm khí đồ nhi dừng tay đúng lúc này tiếng quát vang lên mộ dung thiên cầm kiếm tay dừng lại đè nén lửa giận buông xuống hắc kiếm ánh mắt của mấy người nhìn về phía bên kia thầm an tại tên kia hoạn quan có chút ghẻ mắt nhìn xem người bên cạnh chậm rãi cất bước tiến lên nhìn thấy hắn quát bảo ngưng lại mộ dung thiên hành vi thượng quan kiệt còn tưởng rằng là hắn em mại tần bá sơn thực lực nén giận cho nên không che giấu chút nào trong mắt phúng cười chi ý xem ra ngươi cái này đương sư phụ vẫn là thức thời không phải nếu là hắn dám ra tay ta không ngại để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài cùng phế vật ở giữa tranh lệch cũng tốt để hắn sớm ngày nhận rõ mình tình đi thiên tuyết tống mất mặt xấu hổ thiên tài cùng phế vật ở giữa tranh lệch thẩm an tại nhìn xem mộ dung thiên bên kia chậm rãi mở miệng lời nói thầm thía Đồ Nhi, người mặc dù hoàn toàn chính xác tư chất không tốt, nhưng vi sư dạy qua ngươi, mệnh từ mình định không do trời, cái gọi là thiên tài dẫm tại dưới chân là được. Thoại âm rơi xuống, thẩm an tại quanh thân khí thế đột nhiên đại biến, cung phong cuốn lên hạt áo bào, nhấc lên hẳn thái dương tơ bạc. Làm cho người hít thở không thông phong mang chi ý dần dần phát ra, tần bá sơn, thượng quan báo bọn người trong lòng không thể ngăn chặn du lên. Tên kia cách thẩm an tại gần nhất hoạn quan càng là mí mắt đập mạnh, các cao nhìn chằm chằm tên này đoán thể hậu kỳ trung niên. Mộ Dung Thiên nắm đấm nắm chặt ánh mắt kiên nghị, vi sư cũng là phế vật, sao ngươi còn phế phế vật, trời sinh phế thể, đời này khó dẫn khí nhập thể, ngươi đồng dạng quá khứ nhận hết lặng lẽ trào phúng. Thẩm An tại từng bước một chậm chạp hương phía Tần Bá Sơn mà đi, ngữ khí trầm thấp mà hữu lực. Cái sau cảm nhận được cái kia đạo đạo đè nén phong mang, một cô cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra, làm hắn kinh hãi không thôi. Một cái đoán thể hậu kỳ, làm sao có thể để thiên linh cảnh hậu kỳ sinh ra loại cảm giác này? Hôm nay, Nguyên một mực ngồi tại trong ao, ai đến cũng đuổi không đi người, bởi vì có vi sư ở đây. Cuối cùng một chữ rơi xuống, như thiên lôi nổ vang, kinh hại tất cả mọi người ủ tai không thôi. Kiếm đến, thẩm an tại hét lớn một tiếng. Ông, mộ dung thiên trong tay hắc kiếm run dày kịch liệt, trong ngày mắt rơi khỏi tay hướng về bên kia bay đi. Theo một kiếm tới tay, thẩm an tại toàn thân khí tức ngột ngạt triệt để bộc phát, bay vút lên trời hóa thành kinh thiên kiếm ý. Tại cường đại như vậy kiếm ý phía dưới, thiên không rên rỉ, kiết tần bá sơn dẫn dắt ra sấm diền thanh âm lộ ra nhỏ bé không chịu nổi kiếm ý này là kiếm ý nhập đạo không được tân bá sơn con người đột nhiên rụt lại tin đập loạn không chút do dự hắn trong nháy mắt tế ra mình địa dài linh giáp điên cuồng điều động thể nội linh nguyên mà thượng quan báo càng là sợ đến trắng bạch cả mặt hắn tại kia cường đại kiếm ý bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp liều văn thấm cũng ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn xem áo bao phân phật áo trắng trung niên tại lúc này quên đi suy nghĩ một kiếm mở thiên môn theo quan lạnh tiếng vang lên thẩm an tại huy kiếm tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại chỉ thấy được từ cái này hắc kiếm bên trong chém ra một đạo sàng trói kiếm quang trói mắt tại đạo kiếm quang này dưới thiên địa không ánh sáng vạn vật thất sắc phương viên vài dặm cỏ cây đều run rẩy phát ra to do kiếm ngân vang thanh âm tân bá sơn kinh hãi không thôi đối mặt kia kiếm quang vậy mà dâng lên một cỗ khó mà chống lại hèn mọn nhỏ yếu cảm giác suy vẻn vẹn một nháy mắt trước người hắn bình chướng liền vỡ vụn ngay cả bảo giáp đều tại đấy khắc ảm đạm phai mờ ngăn không được hắn bỗng nhiên lách mình né tránh khó khăn làm né qua kiếm quang nhưng vẫn như cũ miệng phun máu tươi bị kia kiềm khí bé nhọn chảy ra oanh kiếm quang thế đi không giảm đột nhiên chạm tại phía trước một tòa thấp bé trên đỉnh núi tiếng oanh minh bình tài nhức góc tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hại dưới mọi núi kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa kia mi kéo dài không tiêu tan nối liền đất trời ánh mặt trời trói mắt rơi xuống đám người ngầm đầu hô hấp đột nhiên cứng lại chỉ gặp tư tần bá sơn dẫn động đầy trời lôi minh không còn cuồn cuộn mây đen bị kiếm khí bổ ra xuất hiện một đạo hẹp dài vết kiếm tựa như nắng sớm tảng sáng bình minh xẹt qua bầu trời đêm một kiếm này cường đại chém đất núi bổ ra trời